nó không có tác dụng phụ gì hết, không sao hết. Tứ kích gãy xong rồi qua ngày hôm sau gãy dao vô vẫn được bình thường, không sao hết, nó không có mắc tác Đâu dụng gì gì hết. để tới chừng 4-5 ngày cho nó ngấm chích dễ cái gì. Anh biết sao mục đích của em không? Đang cho nó cân bằng cái pH đất liền cho em nè. Khi mà cái đầu lông hút nó ra, mình tứ kích gãy cái đầu lông hút nó ra đúng không? Đồng thời cái dôi này là mình gãy xuống nó phô, là quay ngang nó cân bằng được cái độ pH đất cho mình luôn. Nó nâng pH đất lên. Thì khi mà cái gãy nó ra, nó gặp đất mà gọi đất tốt đi, pH đất nó ổn định đi, thì cái gãy mình nó phát triển luôn. Anh chờ khoảng 4-5 ngày sau mà ví dụ như cái gãy của mình mà nó ra đúng không? Mà pH đất của anh mà nó dưới khoảng 4 đi là nó sẽ thúi. Nó Đi thúi chỗ liền. nào rồi cái máy rồi cái đo đâu không không có đem theo con mẹ gì vậy? Lấy ra gì? Vậy đó mà nãy giờ không dám đem ra đo đâu. Miếng này lâu rồi không có xử lý dôi. Thì giờ là chuyến này là phải xử lý dôi đó. Bữa hổm đã tính theo hình thức là thiết kế rồi hết trơn rồi, Má ốp đất kệ gì đi nhìn thấy nó lực. vậy Kệ gì nhìn thấy nó lực. rồi ông kè kiểu này, ông lấy đất mà ông kè kiểu này thứ gì chịu nổi, quá trời ngon luôn nè, mà tự nhiên cái ông đi bơm lớp sình này lên chi không biết nữa. Thứ nhất á là anh ốp đất á đúng không, anh ốp đất á nó có những cái gọi là cái khe hở này nè, nè cái khe hở gì nè, từ từ đất nó gã ra từ từ nè, lấy được cái lượng oxy đi xuống nè. Còn anh chơi một cái lớp sình kiểu này là nó ngợp rễ nè, sầu riêng ai đâu mà ốp sình, trừ khi là anh lấy cái lớp đất đúng không, anh ốp vô đi xong rồi anh lấy cái lượng sình này nè anh trả lại cho em cái lỗ đó cho em. Đã bữa hổm tính rồi hết trơn rồi, tóc ngang đi đi làm cái hình thức này. Bây giờ nè, nó có anh coi nè, bữa nay nè nó có hiện tượng bắt đầu là rễ nó ngợp nè, rễ nó ngợp bắt đầu lá nó rụng nè, lá già ở trong nó rụng nè, nó rụng giống hệt như mình nói nôm na cái chà nè, mấy cái chà này nó rụng riết từ từ nó mắc hết trơn cái chà luôn nè, nó khô gan cái chà luôn nè, nè đó mấy cái chà rồi bắt đầu sau này á, đợt sau á đúng không, nếu mà làm không kỹ lại á sau á, đợt sau này nè cái cơ đọt đợt sau này nè nó sẽ bị nín nè, nín cơ đọt luôn. Bởi vì sầu riêng thường thường là sầu riêng thì đâu có ai mà dám mà bơm cái lớp sình này lên, mà lên cái mô sầu riêng như thế này nó ngợp cái rễ sầu riêng của mình. Tại vì sao bà con nông dân mình coi nè, có nghĩa là cái bộ tàn nó đi xuống là đồng nghĩa cái bộ rễ ra tới ngoài đây nè, ra tới ngoài đây nè, bây giờ mình trả lên lớp sình thì bắt đầu khi mà cái sình nhão này nè bắt đầu nó chìm xẹp cái rễ sầu riêng của mình nó sẽ yếm khí đi thì nó sẽ không thở được đó, dẫn đến tình trạng là bắt đầu lá nó ở trong thân, lá ở trong thân nó sẽ có hiện tượng nó bắt đầu nó vàng từ từ. Ví dụ như ngày đầu, 2 ngày đầu đi, thì quý con nông dân mình đi ra vườn sẽ thấy cái hiện tượng nó vàng như thế này, nó vàng nè, lá vàng nè, bắt đầu nè nó rụng nè, thấy không? Đó, nó sẽ làm cho cái gì? Tại vì sao? Cái bộ rễ của mình đó, nó sẽ yếm khí rồi, nó sẽ không hút được nước dinh dưỡng đưa lên, thì bắt buộc là cái bộ lá nó sẽ vàng. Đó, nè, lá nó vàng nè, nay nó vàng nè, thấy không? Thấy không? Mình đụng nhẹ vô nó sẽ sứt đi cái tầng rờ của cái lá, thì dẫn đến tình trạng là cây của chúng ta nó sẽ thiếu đi cái bộ lá để nó quang hợp nuôi cái cây. Như quý con nông dân mình thấy lá nó rụng nè, thấy không? Đó, phải kỹ giùm cho Nam là sầu riêng là phải kỹ. Tại sao? Tại vì hôm cũng đã tính rồi hết rồi nè, rụng nè, nè đây nè, lá vàng rụng nè, đó thấy chưa? Bởi vì những cái mà mình nói là nôm na ra là mình đi luôn luôn, mình đi hỗ trợ cái thực cho bà con nông dân của mình về những cái kỹ thuật ốp đất hay là cái cách xử lý như thế nào để với con nông dân mình làm cho nó đúng, để cái cây sầu riêng của mình nó không bị si. Không riêng gì cây này, đây nè, cái cây này nè, thấy chưa? Quý con nông dân mình thấy không, bữa nay nó có hiện tượng bắt đầu nó rụng lá lên nè, lá đỏ nó vàng nó rụng nè, lá vàng rụng tại vì anh ốp nguyên cái lớp sình ngoài đây nè. Đó, thì bây giờ cái hướng để xử lý lại á, thì khi mà đất nó nứt ra là tiến hành bắt đầu tứ dưỡng rễ lại liền, và tiếp theo đó là chúng ta sẽ gãy dôi để dôi cho nó nâng cái độ pH đất của cái sình này nè, cái sình mới này nè, nó nâng lên. Khi mà cái bộ rễ của chúng ta nó ra rồi á, bắt đầu nó gặp cái pH đất này nè, nó ổn định từ 4.5 chấm 5 chấm 5 chấm rưỡi, thì bộ rễ chúng ta nó sẽ phát triển nè. Quý con nông dân mình coi nè, đây lá rụng nè, vàng nè, nè
Đó, cây này ngày mai đi, ngày mai á đi ra thăm vườn á thì bắt đầu sẽ thấy cái hiện tượng là cây này nó rụng lá rất là nhiều. Đó. Này. Một lá nè, đó, rụng nè. Nè. Lá này nó cái lá này chà bá luôn nè, thấy không? Mà nó vẫn bị vàng nè, thấy không? Đây. Vàng khè luôn nè. Đó là những cái mà bên kỹ thuật của Nam á, đi vườn thường á, là đi chia sẻ với tất cả quý quan nông dân mình là vậy. Khi sầu riêng á, là chỉ ốp đất, là chúng ta chỉ ốp đất mặt ở trên thôi. Như chẳng hạn chúng ta đào một cái lỗ vị trí này đi, đào một cái lỗ này đi, xong rồi chúng ta ốp đất vô trong cái mô sầu riêng. Khi đó chúng ta lấy đất sình, chúng ta trả lại đây, trả lại cái lỗ, đừng có ốp như thế này. Đó, lại vậy. Tại vì ngày hôm nay là ổng mới bơm chuyển qua, hôm qua thì nó mới có một ngày thôi đúng không? Cỡ khoảng 2 ngày nữa đi. 2 ngày nữa, quý con nông dân mình thấy là hiện tượng bắt đầu nó sẽ đỏ lá rất là nhiều. Đó. Bởi vì gai sầu riêng chúng ta chăm sóc là chúng ta phải thật là kỹ về mọi cái khâu. Khi mà chúng ta làm cái gì đó chúng ta thật là kỹ thì cái vườn sầu riêng của chúng ta nó sẽ không bị bệnh gì hết. Lá đọt này nọ thì rất là ok, không gì hết. Nhưng mà chủ yếu là Nam đang sợ một cái vấn đề là gì? 3 ngày nữa là bắt đầu có hiện tượng bắt đầu rễ cây nó sẽ bị hư cái đầu lông hút đi. Thì dẫn đến tình trạng là cây có thể nó sẽ gặp tới mùa mưa nó sẽ bị thối rễ. Bây giờ tiến hành đắt nước rồi chúng ta sẽ xử lý dồi lại và tứ dưỡng rễ lại liền cho Nam. Thì đồng thời Nam sẽ tứ luôn cái bộ là kết hợp luôn. Kết hợp luôn là cái bộ humic và cả củ kẽm. Đó, Nam tứ vào rồi bắt đầu để cho nó kích thích cái bộ rễ cho nó ra lại. Tại vì đây ảnh chơi cái lớp sình này vô là Nam cũng hơi là ngạc nhiên luôn. Tại bữa hổm là anh em xuống vườn thì bắt đầu là anh em cũng ngồi với nhau chia sẻ nhau rồi. Anh cũng ốp luôn nè. Nè, đây là anh ốp được 4 bầu này anh ốp nè. Tự nhiên có đồ anh bơm sình lên luôn. Chi không biết. Lá bây giờ hiện tại bữa nay nó hiện tượng nó rụng thấy chưa? Đó. Rụng lá thưa rồi đó. Phải nhìn ra trồng sầu riêng mà quý con nông dân mình nó phải kỹ nè, anh bơm nè. Không? Có những cái mà quý con nông dân mình chú ý cho Nam. Đối với trường hợp như chẳng hạn mít nè, cam nè, bưởi chanh nè, bơm sình thì ok, không sao hết. Nhưng mà đặc biệt sầu riêng thì quý con nông dân mình đừng nên bơm sình. Tại sao? Tại vì cái rễ sầu riêng nó rất là mặn cảm với cái độ ẩm cao. Tại vì bơm sình này lên là nhằm mục đích là gì? Nó cung cấp được một cái lượng gọi là cái lượng phù sa và cái lượng đất ngớ cho cái cây. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới một cái vấn đề cái bộ rễ sầu riêng là gì? Cái độ ẩm nó quá cao. Độ ẩm nó cao thì nó dẫn đến tình trạng là cái rễ sầu riêng của chúng ta nó sẽ bị hư đi cái đầu đông hút. Cây của chúng ta nó hiện tượng nó thối rễ. Nó lại vậy. Đó, ảnh bơm nè. Bữa hổm có chia sẻ anh rồi à. Đào đi, xong rồi bắt đầu bơm cái lớp sình này trả lên lại cho cái lỗ ngay chỗ đào á. Trả lại chứ đừng có mà ai ngờ đâu lên ngày hôm nay anh vô anh đợt bơm như thế này. Đó. Thiệt tình chứ. Thấy không? Kìa cây bên đó kìa. Cây bên đây nè. Đó. Rụng lá lai gai nữa không? Bê hát máy gì? Trên mô 5,5 nè. Trên mô 5,5 đúng không? Nếu mà đất này khô lại là bê hát ắt ở đây tầm khoảng 4 nè. Đất này nè. Ngày khoảng 4. Lớp sình này anh bơm lên á. Rồi vậy đi, cái gì đâu. Đào gì ớt gì ngon chết. Cái này đó chi qua xương à.
Anh thấy vậy chứ anh quơ xương, quơ này xương như nha. này quơ xương mới có 2 ngày mà nó hẻ trơn nè. Ừ, hẻ. Có mấy đầu bò này thì tại vì sao sình nó hay nhiều, là tại vì cái mũi ngang nó sình. Em biết chứ, em không biết nhiều hay không nhiều chứ. Hiện tại giờ biết chưa không? Như chẳng hạn cái mô đó đi, là em thấy khá là nhiều rồi nè. Đó là một nè. Cái thứ hai nữa, cái cây con đó đi thì em không sợ nè, đúng không? Kìa. Bơm kìa, đó. Ừ. Thôi nên bên này nắng hả? Đỡ. Để đầu bể ha, để đầu bể nó có sình hơn chấm mương đó. Nó mương nha, mương nha có sình hơn vậy. Quýnh đây, đâu đâu lấy sình lên hết đâu. Mình cho tạt bỏ bển luôn. Ăn mất ngủ nữa rồi. Nó không có nè, chứ gì.